Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh có tựa đề Cấm MV Sơn Tùng Một cái nhìn khác về kiểm duyệt Việt Nam Trong sự kiện MV Bài hát mới của Sơn Tùng Lệnh cấm được ban hành từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn Được phát văn bản đi hối hả dựa trên khoản 4 Điều 3 theo Điều 144 trên 2020 Nghị định Chính phủ Đã bộc lộ tính mơ hồ của pháp luật và cả ấu trĩ trong nhận định nguyên văn theo căn cứ này là cấm bởi sử dụng trang phục từ ngữ âm thanh hành động động tác phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội những gì được viện dẫn từ điều luật này đều hết sức chủ quan và duy ý chí hay nói một cách khác là nếu yêu thì sẽ cho qua còn ghét thì cái gì cũng có thể thành tội còn đáng sợ hơn là cụm từ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc đây là điều có thể diễn giải vô tội vạ bởi cái chuẩn mực thuần phong mỹ tục thuộc về dân tộc khó mà nhận biết được biên giới của nó và những tiêu chuẩn đó sẽ co giãn ra sao theo thời gian. Nói vậy mới thấy, hàng rào kẽm gai kiểm duyệt tư tưởng là vô hình nhưng bất cẩn, vẫn có thể nhận một vết thương lớn hay nhỏ là tùy vào thời thế. Hơn 10 năm trước, quy định của văn hóa nhà nước là lên truyền hình không được mặc quần jean, không được nhuộm tóc, không được nói chêm trong phát biểu những từ ngoại quốc. Nhưng giờ thì trên truyền hình, mọi thứ trang phục mới mẻ nhất, gây ấn tượng nhất được trình bày. Những kiểu tóc khác thường nhất được chủ trương để tạo cá tính. Còn nhớ trong một lần quay hình, người ngồi cạnh tôi buột miệng nói ok. Lập tức đạo diễn cho ngừng quay và bắt nói lại tiếng Việt. Hôm nay thì thế nào, ai xem truyền hình Việt Nam cũng thấy rõ. Hơn 10 năm trước, đọc giáp và nhảy hip hop bị coi còn là lố lăng. Đã có những bạn trẻ buồn tay vẽ graffiti lên những bức tường bỏ hoang cũng bị rượt đuổi như kẻ phá hoại. Nay thì có cả những game show lộng lẫy và có cả những người học theo phong cách phương Tây để trình bày những người bị chê bai và kết tội trước đây họ không sai và họ nhìn thấy trước những gì sẽ đến ở việt nam bằng sự hiếu động tiếp nhận cái mới và cả tính hiện thực và cũng thấy rõ là cái gọi thuần phong mỹ tục của dân tộc có sự giãn nở của nó nhưng nói trắng ra những từ ngữ đó là cái khung để kiểm soát theo ý chí của nhà cầm quyền và nó được mở ra thêm khi họ cảm thấy đó là an toàn. Và bởi tính mơ hồ và ấu trĩ đó mà văn hóa Việt đôi khi phải gánh chịu những thứ bất thường từ những người đương nhiệm kiểm soát văn hóa mà cũng tùy vào trình độ và nhận thức thực tế của họ. Năm 2013, phim Bụi Đời Chợ Lớn bị cấm chiếu vĩnh viễn ở Việt Nam và cũng bị phê phán tương tự như là tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Nhưng phim nhập từ Hồng Kông, Đại Hàn hay chính Trung Quốc anh em với đầy dẫy những hình ảnh tương tự thì được lưu hành rộng rãi trong nước. Cho đến giờ này các tập phim đánh đấm giang hồ dữ dội của người Việt sản xuất mà tôi không muốn nêu tên vì thật lòng vẫn ủng hộ cảm hứng sáng tác tự do của họ xuất hiện nhiều và được quảng cáo liên tục ở các ứng dụng xem phim do công ty Việt Nam tổ chức. Ai nói xã hội không im lặng thay đổi, dù những điều luật kiểm duyệt vẫn tiếp tục mơ hồ và ấu trĩ như thời năm 80 vẫn bao vây, đặc biệt khéo che đậy chữ nghĩa hơn cho những sự mơ hồ và ấu trĩ. Năm 2012, phim Hunger Games một tác phẩm viễn tưởng thuần giải trí được đưa đến Việt Nam, bất ngờ là khi nghe tin Trung Quốc cấm chiếu phim đó vì có những tư tưởng nổi loạn, thế là những người duyệt phim ở Việt Nam cũng lật đật làm theo. Mà khi đó họ không giải thích được điểm nào là nguy hiểm hay không thích hợp. Một năm sau, phần 2 của bộ phim này lại được chiếu ở các rạp tại Việt Nam. Đơn giản vì các quan chức kiểm duyệt đã có thời gian coi và kiểm nghiệm rằng xã hội Việt Nam không có ai nổi loạn hay hư hỏng gì theo những bộ phim cả. Như vậy đó, kiểm duyệt văn hóa của Việt Nam rất vô chừng, cảm tính và có xu hướng chạy theo cảm xúc đám đông và chỉ vậy mà thôi chứ không có giá trị thực tiễn gì cho tương lai. Sau sự kiện em học sinh nhảy lầu vì trầm cảm, những hình ảnh tiêu cực của giới trẻ bị kiểm duyệt chặt chẽ, nhưng chỉ cấm vậy thôi mà không có những hội thảo để tìm giải pháp cho một đất nước có vẻ vui nhộn như Việt Nam, lại có đến hơn 26% thanh thiếu niên trầm cảm và nghĩ đến chuyện tự tử. Tương tự như vậy, sau 2 năm đại dịch, những hình ảnh khốn khó và đau thương đang bị im lặng gỡ dần trên các trang mạng để không có những tác động tiêu cực đến xã hội, sức khỏe, cộng đồng và tâm lý xã hội. Nhưng lại không thấy có những nghiên cứu cần thiết công bố rộng rãi số người biến chứng vì tiêm chủng hoặc chết mà nguyên nhân khoa học là vì sao. Thậm chí cũng không có những báo cáo khoa học đầy đủ về dự đoán các tình huống tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ như thế nào, đối phó về sau sẽ ra sao. Trong cuộc phỏng vấn nhanh với một số bạn trẻ đã xem MV của Sơn Tùng, nhiều bạn đã nói những hình ảnh mô phỏng là thực tế phần nào của cuộc đời bên ngoài của chính họ. Nó là hiện thực, loại hiện thực ở Việt Nam mà những người lớn không dám nhìn thẳng vào sự thật, như vẫn phản đối giáo dục giới tính cho trẻ em, nữ về chuyện mang thai ngoài ý muốn và hướng dẫn các thiếu niên về bổn phận an toàn tình dục ra sao. MV của Sơn Tùng có thể nhìn thấy đó như là một thông điệp mang tính cảnh báo từ giới trẻ cần được chỉnh sửa để không quá nhiều màu sắc tiêu cực hoặc là một loại sản phẩm đồi trụy cần phải hủy bỏ ngay lập tức như cái kiểu gom đốt sách báo sau năm 1975. Tất cả những điều đó phụ thuộc vào trí thức và độ trưởng thành của những người làm cái nghề kiểm duyệt tại Việt Nam. Bởi đơn giản thôi, những cú sốc văn hóa sẽ không bao giờ là cuối cùng về hướng tương lai và cách hành xử đơn giản là chỉ cần xóa hay cấm nó cũng không bảo vệ mãi được cái gọi là thuần phong mỹ tục của dân tộc hay bất cứ điều gì khác được vẽ ra tương